Yếu thứ hai trong cuộc đối đầu này thôi. Đây là Roman của No 1 và game thủ mạnh hào là người được cầm Persian. Phía bên kia đó là Maxi và AC. Đây là một kèo cân khi Maxi có được một loại rất khó phù thủy và khắc chế của cả Roman và Persian. Và đây là hai voi dành cho người cầm pơ, game thủ mạnh hào có hiêu về rồi. Vâng, bài tàu dành cho mạnh hào trong trận đấu này. Vâng, một bài tàu dành cho mạnh hào. Mạnh hào đã có, vâng, đã từng có một bài kích 755 với một bài cầm Persian. Vâng, khi được cầm Persian với 18 đồng dân, vâng, chém quấy được hai nhà để tạo tiền đề cho không được khóc có thể vâng lên cung A và cân bản đồ. Thì liệu rằng trận đấu này mạnh hào có thể làm được điều đấy hay không? Em sẽ chỉ bình luận hộ Gman một vài trận thôi. Kèo này Gman sẽ bình luận nên anh em cứ yên tâm. Vâng, em vừa làm dự đoán vừa làm kỹ thuật, nó khoảng thời gian đầu tiên em sẽ không bình luận được, mong tất cả anh em thông cảm. Vâng, chỉ một vài trận đầu tiên thôi, anh em cứ yên tâm, sau Gman sẽ vào. 19/20, cố gắng đưa con hiệu này về, bởi vì nếu như không đưa được hiệu này về thì tôi đảm bảo mạnh hào oảng luôn trong trận này. 6-11, vâng, với 19 nông dân, một bãi quả phụ nữa dành cho mạnh hào. Nhưng cái bãi quả này là cái thứ mà mạnh hào không cần, nhưng cuối cùng thì vẫn phải ăn thôi, hơi đáng tiếc. Đây sẽ là một trận kích 8 dành cho game thủ mạnh hào nếu như mạnh hào dò thêm được một con voi nữa. Còn nếu như đóng chiếc BG ăn quả này thì e rằng sẽ khó để có thể kích. Vâng, sẽ khó để có thể kích 8. Vâng, đây rồi, đưa về. Không, như vậy là quyết định ăn chiếc vâng con voi ở trước BS. Một trận đấu ép rất ít dần dành cho mạnh hào. Mạnh hào vẫn muốn tìm thêm một con voi nữa. BB đã đóng, lượng gỗ dồn lên sẽ đủ trong trận này. Và hiu dành cho mạnh hào. Đá một hai con về nào. Vâng, đây là BL. Và đây là sẽ là BM dành cho game thủ mạnh hào. Một trận đấu du kích ở trong đầu 8 dành cho người cầm Persian. Đưa, cố gắng đưa một con hiu về với chiếc vâng BS để có thể có lực. Kích đời thôi nào. 852 với 19 nông dân pơ. Vâng, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát khi mà bãi quả vẫn đang được bù. Một con ngựa giò sẽ ít nhất là có công dành cho game thủ mạnh hào ở trong tình huống này. Rất tốt. Đến với No 1. No 1 cũng đang chuẩn bị kích đời. Một trận kích trong 9 dành cho game thủ No 1. Còn mạnh hào sẽ là người kích ở trong đầu 8. Lên đời rất phu phàng tới từ hai tay chém của clan Game TV, game thủ No 1 và mạnh hào. Nên nhớ rằng mạnh hào vẫn đang còn một bầy hiêu và một vâng bãi quả nữa. Vẫn còn một bầy hiêu và một bãi quả nữa. Rất khỏe lực. Nhớ đóng e. 4 nông dân sẽ được thiết kế ăn vàng. 5 nông dân ăn vàng. Dò công giáp không? Vâng, đủ thực lên giáp không nhỉ? Không, như vậy là quyết đánh một bài 2L dành cho mạnh hào. Vâng, một bài kích 8 và 2L. Rất ăn chơi. Chuẩn bị lên đời xong rồi. Sẽ là một chiếc BE. Lực đang dồn lên để có thể thiết kế được tên L đầu tiên đều cho mạnh hào. Ở trong tình huống này, đây là nhà điều kiện của đối phương, tôi đoán là như vậy. Gặp Maxi trong tay của Xuân Thứ. Như vậy cánh bên kia thì game thủ No 1 sẽ là người cùng cánh với AC. Lên đời xong. Tiếp tục là vẫn chọc vào những con nông dân. Một trận đấu một Xuân Thứ dường như đang muốn khung nhà của mình. 2L vắt đều rồi. Chọc thêm, chết thêm được một dân. Vâng, liệu rằng Xuân Thứ có dám ăn bầy hiêu này không? Có dám ăn không? Vâng, không dám ăn. Không dám ăn dành cho Xuân Thứ. Liệu rằng Thứ có lên được đời không đây? Không ăn bầy hiêu này. Pha vẩy e của Xuân Thứ để có thể bò bãi gỗ. Tạm thời là thành công. Nhưng cái điều quan trọng của game thủ mạnh hào đó là tìm, vâng, đó là đi tìm những con nông dân đang ăn hoang ở phía bên ngoài tới từ hai thành viên của phía Thị Hà Nội. Đây rồi, đây là những con nông dân. Này thì Xuân Thứ với chúng tôi này. 24/28, kích chưa? Tiếp tục ăn những con nông dân của người cầm Maxi. AC Dian vẫn đang chưa lên đời. Còn đây là một máy của game thủ No 1. Vâng, có ca, công ca từ đời 2 cho nó mát. Vừa nhảy đời xong tới từ Velos thôi.
Dường như về lớp cũng chỉ là một bài auto điên hoang chứ không có ruộng. Tấn công ca này có cần thiết lắm không? Thực ra là T là đủ rồi. Nhiều khả năng là Xuân Thứ sẽ ăn dọc mép tường đấy anh ạ. Vâng, dọc mép tường từ góc 3 giờ lên góc 12 giờ trong trận thiếu này. Có ca rồi, cứ bình tĩnh thôi. Tìm dân Xuân Thứ. Thứ là người mất không quá nhiều cho con nông dân. Vâng, đây là máy của nông 1. Nông 1 công ca. Đây là những con T của AC Ideal. Nhưng đây là chém. Vâng, con chém thì nó nhiều máu hơn và nó đam to hơn. Nó không sợ những con nông, vâng, những con nông dân tí nào. Nhất là chém công giáp đầy đủ và Mạnh Hào đến đây dành cho các thành viên của bên phía team Game TV. Lợi thế hoàn toàn thuộc về các thành viên của bên phía Game TV trong trận đấu này, khi đây là một trận đấu mà hai game thủ đều có những bài ép cực khét. 29-32, bắt đầu nâng bánh xe dành cho nông 1 để có thể chắc nhà. Nông 1 sẽ là người chắc nhà và phát triển to ra. Về lớp mất quá nhiều dần rồi, pha vẩy e của nông 1. Về lớp vẫn đang khá tỉnh trong những tình huống chạy dần của mình. Nhưng chạy đi đâu đây, khi mà đây là nhà của nông 1 rồi. Vâng, pha vẩy e của nông 1 không được. Tham Lai vẫn đang là 30-32. Còn đây là Mạnh Hào vẫn đang vòng vèo để có thể vâng ăn dần của đối phương. Và đây là cơ sở của người cầm Maxi. Vâng, Maxi đang đâm y vào nhà của game thủ cầm Persian. Hãy lưu ý. Vâng, cần thiết thì game thủ nó một có thể vâng thủ y thì cũng được. Bởi vì AC là yếu lắm rồi. Vâng, đã là chém 4 và hoàn toàn có thể xúc chết con y này. Trên góc 12 giờ chắc chắn rằng vẫn còn cơ sở an hoàng của người cầm Maxi. Không thể có chuyện bắt y đều như thế này được. Vâng, Mạnh Hào sẽ là người phải đi tìm cơ sở an hoàng đó của người cầm Maxi. Đây là bãi quả. Xuân Thứ không ăn hoang trên 12 giờ thì Xuân Thứ đang đi đâu? Chúng ta cùng chờ đợi xem Xuân Thứ sẽ đi đâu và về đâu để có thể có được lượng thực sóc đều y. Đây là những con lạc đà chém 4. Quyết tâm xúc bãi bãi vàng này của đối phương. Đang có tạm dừng, tham đè mới có 73 thôi. Tham mới có đè 73 thôi. Thích chưa? Này thì cung R, màn hình máy của game thủ nông 1. Nông 1 đang vẩy e bắt cung R đi công của game thủ V-Lớp ở trong trận đấu này. Vâng, V-Lớp kim 6 chết 26. Fit luôn cho nó mát. Tạm dừng thì quit đi ngay. Tỷ số là 2-0 dành cho thành viên của Clan Game TV. Vâng, cả V-Lớp cũng đang sóc được những con cung R. Nhưng Xuân Thứ thì không thể sóc nổi y. Các bạn có thể thấy rằng Xuân Thứ đang không thể ra thêm được những con y mới. Này thì chưa quit của chúng tôi này. Này thì chưa quit này. Sầu hết dân đối phương. Vâng, y thì chém cả y. Mạnh Hào đang rất hồ báo và cáo trồn. 12 giờ mới nó bãi quả như này. Vâng, lên 12 giờ làm thêm bãi quả cho nó ấm lòng. Và về e cũng khá nhanh tay tới từ game thủ Xuân Thứ. Nhưng vẫn lọt cái anh ơi. Vâng, ở nhà thì đang bị chăn dần dần bởi những con cung đời của AC. Nhưng No 1 sẽ là người khỏe ra ở thời điểm này. Tham Lai đang là 32. Vâng, bắt hết toàn bộ cung đờ đi công của đối phương. Và tiếp tục ăn dân của phía lớp. Lớp yếu lắm trong trận này luôn. Một trận đấu mà lớp không thể nào mà yếu hơn được nữa rồi. Còn đây là Mạnh Hào. Vẫn đang có một bãi quả phụ để có thể vâng, để có thể sau quân. Vâng, nhưng mà một trận đấu vẫn chưa biết như thế nào khi mà Maxi đang có được những cái ruộng. Vẫn đang chưa quit đâu. Bên họ vẫn đang có cơ sở để có thể đánh. Bên họ vẫn đang có cơ sở bởi vì Maxi vẫn đang còn khoảng 5 cái ruộng nha. AC của game thủ, vâng, AC của game thủ V-Lớp thì đã yếu lắm rồi. Đây là một trận đấu mà V-Lớp gần như là hết dân. Chỉ còn một mình Maxi là có ruộng thôi. Hãy chú ý, y của Maxi cũng là một loại vâng y rất lợi hại khi không thể phù được. Chém nổ hết nhà, vâng, các nhà của đối phương. Vâng, làm sao ăn nốt những con vâng những con y cuối cùng của người cầm Maxi. Thật sự là ăn nốt những cái ruộng cuối cùng của người cầm Maxi ở góc 3 giờ. Anh thử tụ tơ lạc đà chém vẩy e ruộng nó được không? Vâng, làm tơn tụ lạc đà chém vẩy e không? Vâng, như vậy là lên cung A dành cho người cầm Pơ.
để có thể chống lại một bài vâng đánh y tới từ người cầm Maxe. Thực ra mà Maxe cũng yếu thôi, không có gì quá khỏe. Tham Lai vẫn đang là 22 dành cho game thủ Mạnh Hào. Còn đây là No 1, Tham Lai là 43. Vâng, tiếp tục công vào đây là chém 4. Không, chỉ là những con chém 2 thôi, không thể sửa nổi dành cho người cầm Maxe. Vâng, ăn tiếp tục ăn dân của Maxe trong trận đấu này. Có ruộng có 3 giờ đấy No 1 ạ. No 1 vẫn đang bơm đổ chân lực cho người đồng đội của mình để có thể vâng ra được những con Kuma hai áo. Vâng, một trận đấu của Mạnh Hào kích 8. Vâng, còn No 1 là người kích 9. Lạc đà đứng chặn thôi nào. 3 cung A là đủ rồi, chơi thôi. Như nào? Thích chưa? Vâng, bắn chết hai con vâng hai con y cảnh cáo. Bắn chết hai con y cảnh cáo. Tham Lai là 19. Vâng, chém chết tiếp một con cung R cảnh cáo. Vâng, cảnh cáo lần thứ hai vẫn chưa quýt tới thành viên bên phía Team Hà Nội, rất trời cối. Trong khi đó thì No 1 đang thể hiện vâng, khả năng bơm đồ bá đạo của mình. Vâng, bá chạo. Tham Lai là 47/72. Y bắt đầu đâm vào nhà của game thủ No 1, nhưng đây là những con ngựa chém. Thủ Y luôn. Vâng, mình thích thì mình thủ Y thôi, AC làm gì còn cung R đâu. Vâng, đây là Mạnh Hào. Tham Lai đang là 24. Bắt đầu vẽ ruộng ra. Y Maxe đang đông dần, nhưng AC đã không còn gì cả. Tới từ game thủ Vlog. Này thì Vlog của chúng tôi này cài một vài con cung ma ra bảo kê bãi ruộng anh ơi. Vâng, có lạc đà đứng chặn. Rất tốt. Tham Lai là 30. Đây là No 1. Tham Lai vẫn đang đè vâng 8-2 dành cho các thành viên của bên phía Game TV. Và tỷ số là 2-0. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trong ít phút để đến với trận đấu tiếp theo thôi.